Xin chào các bác, hôm nay say quá là quay cái góc chợ, không phải là phiên mà là ngày thường thôi, nhưng mà người ta vẫn bày bán ấy. Chia sẻ các bác là hôm nay uống say quá nên chả đi làm nữa, đi ra quay phim. Chia sẻ là tuần em say có 5 lần thôi đấy. Ra quay xem là các bác có thích cây nào thì đấy nhá, ý cô chủ hoặc là nhờ em lấy hộ nhá. Rồi rồi, xem hôm nay có cái cây gì mới. Chỗ góc chợ này thì chỉ có cái cô này mà cô ấy nhiều cây nhất thôi đấy, chứ không phải phiên nên là nó ít đấy. Để em quay à. Rồi đầu tiên là cái cây sung phôi này đấy, nó thông cảm ấy, hôm nay hơi say, nó hơi lè nhè nhá đấy, cứ say là nghỉ việc cứ đi ra quay phim đấy. Rồi ở đây cây lộc phừng vẫn còn này đấy, kim quýt này đấy. Bác nào thích cái kim quýt này thì tới nhá đấy. Đấy. Bác thông cảm hơi lè nhè tí nhá. Đây rồi, kim quýt linh sam kiểu phôi rẻ tiền thì nhiều lắm, không nào thích ra mà lấy nhá. Đấy. Đấy, cái sam quý, sam trái quả đang chín đây này. Đấy, ở đây có cái linh sam này. Ồ, hôm nay có cây sam trái này hay này. Đấy. Đang nhìn thấy chưa? Cây này hay đấy. Rằm rất là dày rồi. Mà gốc cũng được, cây khai thác thì gốc nó muôn hình muôn dạng lắm, nhưng mà cây này ổn rồi. Ba thân này. Bà thân rất là đều nhau. Đấy. Tí nữa hỏi giá cho các bác nhé. Đây. Mặt sau này. Rất đều. Hay chưa? Hay lắm. Đây, cái ngọn nó rất điệu đà. Đấy. Con này thế này, đang hoa này. Hôm nay có mấy cây sam mà trái hay đấy. Đấy. Này. Đáng đồng tiền bát gạo đấy. Đó. Đấy. Cảnh buông rất điệu đà nhá. Sam núi mà. À, cái này cũng mất thời gian lắm. Đây, còn sầm núi nữa. Góc đây nhá. Đấy, góc xem nhá. Làm một đôi này thì ok đấy. Phải kỹ cái tán nó tí. Đấy. Đấy. Mai chiếu thủy.